Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Đến hẹn lại lên tiếp tục cái chương trình là cái ký sự bonsai. Thì năm Thu đã quay về vườn điểm bán phôi mai online của anh Nguyễn Dũng, là tọa lạc tại số 94 đường An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12. Đây, hôm nay là cái lô hàng được nhập về, bạn lưu ý ha. Lô hàng được nhập vào ngày 7 tháng 10, 2019. Hello Dũng, mình xin chào. Mình có gì mới em, Dũng? Dạ, hôm nay Dũng trước tiên là cảm ơn các cô chú bác anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ và những clip mai vừa qua. Nay Dũng có về một số vườn mai mới, nó về được một số để ủng mua để giao lưu cùng anh em, giao lưu cùng anh em. Đây cái số vườn mai này nó về không kịp làm á, còn lung tung quá, còn bừa bộn quá ha, bừa bộn quá thì cô chú bác chị em thông cảm, bỏ qua. Cũng xin nhắc lại đây là làm mua bán tại số nhà 94 đường An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mình là Dũng, số điện thoại Zalo 0979 71 71 74. Cảm ơn các cô chú bác anh em đã ủng hộ. Rồi, cái tiếp tục cái chia sẻ cái chương trình là chia sẻ bán mai phôi mai. Hôm nay thì Dũng có thể là giới thiệu một số gốc mai ha. Bây giờ trước hết là Dũng có thể chia sẻ này, cái nguồn mai này xuất xứ từ đâu được không Dũng? Cái nguồn mai này xuất xứ từ miền Tây, mai vàng. Miền Tây từ mai vàng. Các bạn có thể mua về để mình ghép vô cái giống mai nào mình yêu, mình thích ha. Rồi, thôi bây giờ mình không làm mất thời giờ của bác anh chị thì Dũng, em cho những cô nàng mai lên trình diễn lên sàn để cho cô bác anh chị để chiêm ngưỡng, thấy em nào mà cảm thấy phù hợp thì mình có thể rước em ấy về nhà để mình chăm sóc ha. Đây, xin mời. Xin mời sếp lên để vô trong điện tử. Cây số 1. Cô nàng số 1, cái lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10 năm 2019. Giá. Cây số 1 giá 300.000, 300k. Được giá 300.000 bây giờ. Đây là mầm lá non, mấy cây về là không kịp á. Mới nhập về. Đợt này giá cũng tương đối hơi cao một chút, mà cũng dám cố gắng để cho anh em giá bình để cho anh em vừa tập chơi. Có những cây có cao, có những chi cành, những anh em là thích để cho phun cao á. Em xây, vừa nói vừa xây. Những anh em là chơi phun cao thì nó có chi cành chơi cho mau lẹ. Rồi bây giờ em cho thông số cây số 1. Cái lô hàng 300 thì hình như kích cỡ nó gần giống nhau, nhưng mà Dũng cứ đo cho cô bác chị em để thấy được cái dòng eo của các em này ha. Dòng eo được bao nhiêu đây? Là chiều cao. Em này là được 18. Dòng eo 18 này cái chiều cao. Thì tùy cây ha, cũng có cây. Tùy cây này về không làm kịp. Cây này lên tới 120 thôi. Cao quá. Các bạn không thích thì các bạn có thể xả tàn ha. Đó, chiều cao là chiều nhỏ và chiều thấp mới là đáng nói. Tại vì nếu mà cây mai mà thấp thì các bạn muốn cao thì không được. Còn cây mai mà cao thì các bạn muốn thấp thì các bạn chỉ cần 1 phút 30 giây là xong ha. Là kết liễu rồi, em nói là ngày lụng mưa liền. Nhưng mà tại vì tôi thấy còn có chi cành này nọ, dễ chơi, mau chơi thì để cho anh em mỗi người một sở thích thôi. Rồi mà ha. Rồi tiếp tục cho số 1. Cho cô nàng số 2 lên đi. Hôm nay xin phép Đức đứng đi. Cho nó mau lại. Tại vì ngồi đứng lên đứng xuống rồi đâm ra cái thao tác nó hơi nặng tại cái phôi mai này các cái bạn. Cái số 2 cái giá cũng 300. Nặng. 300k. Giờ em thử ướm thử cái em số 2 dòng eo, em số 2 thử coi nó cái giống em số 1. Em xin ướm thử này nó cũng tương đương như nhau thôi. Chỉ có chiều cao thấp này đó thôi. Em này 16. Cái tầm 16, 17, 18 ha. Cái số đo thông số thì các em này giá 300.000. Thì cái thông số thì kỹ như đó thôi. Nó cũng mà vậy, chiều cao thì nó cũng vậy thôi. Chiều cao xem một chút thôi. Đợt hàng này năm thấy Dũng nhập về tổng em chân dài đó. Dạ, em chân dài, hàng cao, chân dài. Chân dài biên mang luôn ha. Dạ, chân dài tới nách luôn. Rồi em xây góc. Xây góc. Cô nàng thứ hai cũng được chào giá là 300 ngàn. 300 ngàn của lô ngày 7 tháng 10. Em xây góc. 19. Xây góc. Rồi tiếp tục đưa cô nàng thứ ba. Rồi. Nhớ số ha, cái chừng đồng số. Cô nàng thứ ba. Cô nàng số 3 cũng được chào giá là 300.000. Cô nàng này hơi lùn. Thứ ba cũng được chào giá là 300.000.
Rồi. Rồi em xây đi. Cái kích cỡ thì nó từ thông số từ và cái dòng mail của em nó từ 16 đến 18. Từ 16 đến 18. Còn cái này thì nó khoảng chừng 3 tắc máy. Thành ra các bạn nó chú ý là các bạn dùng kiểu dáng của bộ rễ thôi. Tại vì thông số nó gần giống nhau thì để rút ngắn thời gian thì mình không nhầm chán. Mình hỏi cho đo mất đi. Để mất thời gian tại lô hàng này nhập về quá nhiều. Rồi, tiếp tục đưa câu đặt số 4 lên đi. Rồi, câu hàng số 4. Câu nặng số 4 cũng được chào giá là 300 ngàn mỗi. Dạ, câu nặng số 4 là 300 ngàn. Câu nặng này có một cái tử rồi. Mỗi một vẻ là 10 phân vẹn to. Câu nặng số 4 cũng được chào giá là 300 ngàn. Dũng, em đánh số xong em quay nhẹ, quay góc, quay từ từ ha. Đừng có quay nhiều, bà con cô bác họ chóng mặt á. Chóng mặt. Dạ. Đó, quay từ từ. Đây là cái này có cái tử nè. Ok, giờ đi nhìn chiều cao ha. Năm thôi sẽ chia sẻ các bạn nó chiều cao. Ở khi nào Nông Thu nói rồi thì em nhắc xuống ha. Để đừng có bà con vừa nhìn vô cái rút ra quăng xuống đất bà con hụt hẫng rồi ha. Kỳ đợt này nó không được như đợt trước là cắt gọn này nọ, mà tại vì cao quá. Hàng về gấp quá. Mưa gió quá. Rồi tiếp tục mời cô nàng số 4. Rồi số 5. Số 5. Nhắc dùm nhân thiện rồi sao nhắc dùm. Cái này gọi nhắc tuồng á. Cái đầu số 5 cái tán hơi ngã chút xíu ha. Hơi ngã, cái em này cũng còn đem cao không à. Số 5. Cái nào số cơ cỡ đó thôi. Cái nào số 5 thì cái kích cỡ thì cũng như nhau, chỉ có khác nhau chiều cao và khác nhau cái góc đó thôi. Nông Thu sẽ cận cảnh cái góc để các bạn có sự lựa chọn. Làm chơi chơi đặt cao có nhánh đầy đủ chi nhánh. Cái cô nàng thứ năm này cũng được chào giá là 300 ngàn của lô hàng nhập về ngày 7/10/2019 các bạn ha. Xin mời cô nàng số 6. Nàng số 6. Cô nàng số 6. Bộ rễ đây rất là ấn tượng, cô nàng số 6 bộ rễ rất là đẹp ha. Cái nào số 6 này cũng được chào giá bao nhiêu đấy Dũng? Dạ, cái nào số 6 cũng được giá 300 ngàn. Cũng 300 ngàn luôn. 300 ngàn. 300 ngàn nặng quá, 300 ngàn. Vậy trường hợp người ta mua hai gốc thì em có giảm giá không? Dạ, trường hợp mua hai gốc á. Dạ, không à, cái này thì không rồi. Tại vì cái đợt này qua đợt khuyến mãi là đợt này. Dạ, qua đợt khuyến mãi vậy. Cái bạn đợt này chú hàng nó hơi khó kiếm mà nó lại giá cao á. Cao có bữa nay em mà mua được khuyến mãi được rẻ thì em khuyến mãi bù lỗ lại cho các cô chú bác chị em chơi cho vui. Khi nào mà nếu mà Dũng có hứa rồi, nếu mà Dũng nhập về cái lô hàng mà giá rẻ thì Dũng sẽ bán theo cái đơn giá rẻ ha. Còn lô hàng nào thì giá mắc thì bà con cô bác thông cảm. Tại lúc này mưa gió miền Tây á, miền Tây mưa gió người ta không có cái quá trời, không có đào hướng gì được á. Rồi bởi vì động vừa gặp chủ nữa. Rồi, cô nàng số mấy đây? Dạ, cô nàng số 6, giá 300k ngày 7 tháng 10 ạ. Bây giờ đầu cô nàng thứ 7. Nàng thứ 7. Cô nàng thứ 7. Đây, chân cao, hàng chân cao. Nàng số 7 này có chiều cao khá cao. Các bạn lưu ý cái chiều cao của cây nó không quan trọng các bạn. Các bạn về các bạn có thể xả tàn không sao ha. Quan trọng các bạn lưu ý là các bạn nhìn cái số đo dòng eo của em này với cái bộ rễ thì các bạn sẽ đánh giá được cái giá trị chất lượng của một cái cây. Cây cô nàng là cô nàng số mấy? Dạ, cô nàng số 7. Cô nàng số 7 cũng được chào giá là 300k. 300 của ngày 7 tháng 10. Rồi, của ngày 7 tháng 10. Rồi. Đây cũng có mấy chi cành, tại muốn để cho anh em nào chơi chi cành chơi cao á. Còn không thì mình có thể mình cắt ngang. Không sao, cái chiều cao không thành vấn đề. Nhưng mà cái chiều cao thành vấn đề mà khi mà Dũng chuyển ship đó nha. Nó có vấn đề khi mà chuyển ship cái mang nó cao quá. Tất cả cái này đều không bao ship nha. Nếu mà bán thì được, còn nếu mà chuyển ship thì Năm Thu nghĩ là Dũng cũng phải tề lại mới chuyển ship được. Để cao quá khó. Rồi, tiếp tục với Dũng. Dạ, em xin lên cây số 8. Cô nàng thứ 8. Nàng thứ 8 là lùng. Dạ, cái này lùng. Cũng cái lùng thứ 7 à. Cô nàng thứ mấy? Cây số 8. Không ý em nói chú lùng thứ 7, chú này lùng nhất á. 7 chú lùng, lùng nhất rồi. 7 chú lùng á, chú này lùng nhất rồi đó. Vậy là em chú lùng thứ mấy? Dạ em chú lùng thứ 9 rồi. Em này hoành thì 16 Dũng em. Dạ em này hoành 16. Đo thử coi, anh đoán vào 16 á, em đem thử coi. 15, 16. Đo thử coi, để mình coi cái con mắt mình nó cũng còn chuẩn nữa không. 10 mấy?
Dạ 15 mấy, 15 rưỡi cho 15. À đó là tầm 15, 16 dạ. Thôi. Hả? Rồi quay quay nhẹ cái đi, quay nhẹ. Em số mấy đây? Dạ em số 8. Em số 8 cũng được. Cũng chào giá 300k. Rồi. Của ngày 10, ngày 7 tháng 10. Ngày 7 tháng 10. Ok, để tiếp tục cho cái đặt số 9 lên đi. Dạ, em số 9. Em số 9 cũng bà chào giá được là 300k. À, chào giá là em số 9 cũng được chào giá 300 ngàn. À, các bạn lưu ý góc hàng năm thu sẽ cận cảnh cái góc. Còn cũng như đã nói ngay từ đầu thì cái lô hàng mà bà chào giá là 300 ngàn đồng giá thì dao động từ 15 đến 18 hả Dũng? Dạ, dạ. Còn cái chiều cao thì có thể nó khác nhau, nhưng các bạn chiều cao không quan trọng. Tại dạ, các bạn có thể về các bạn xả bàn lúc nào cũng được ha. Rồi à, cho cô nàng thứ mấy lên, thứ 9 lên. Số 10 lên. Số 10 lên hả? À. Anh Năm nói chuyện nguyên thiên chút quên số rồi. À, à, người khác nhớ chứ anh Năm không nhớ số rồi ha. À, à, con nào số 10. Tiếp tục con nào số 10 lên sàn diễn. Em này cũng công công quẹo quẹo đây. Dạ, em này dán hay cũng lượng. À, công công quẹo quẹo. Rồi, cô nào số mấy, số 10. Cô nào số 10 cũng với giá 300k. Cô nào số 10 cũng được chào giá là 300k. Các bạn nhìn kỹ vào góc, hãy nhìn dạ, kỹ vào góc. Nhớ rằng là xoay, mình không bao ship nha. À. Cái này cái cô chú bác anh chị em cũng thông cảm, tại cái lô hàng này lấy cũng hơi căng á. Đúng rồi, giá nó thấp thì bao ship thì lỗ sặc máu luôn không? Giá mà thì bữa dịp nào có như có dịp nào mới lấy được rẻ thì khuyến mãi cho anh cô bác chị em chơi cho tôi vô, nhưng mà giá cao thì các cô bác cũng thông cảm. Rồi tiếp tục nàng thứ mấy đây? Dạ, em là số 11. Nàng số 11, à, xin mời em số 11 lên sàn diễn. Dạ, em số 11. Cũng chào giá là 300k. Em số 11 cũng được chào giá là 300k. Dạ. Năm thu cho bạn xem cái tổng quát của cái hình thù của cái coi. À, xong rồi bắt đầu năm thu sẽ gom lại cái bộ rễ, tại vì đa số cô bác anh chị là thường đánh khi mà mua cây thì thường chọn vô cái rễ chứ cái hoành là chính. À, như đã nói thì hoành dao động từ 15 cho đến 18. Tại vì cái nếu mà cái giá như thế này thì các bạn phải chấp nhận thôi ha, tại vì cái giá rẻ. Rồi tiếp tục. Alo, nghe cái alo nói chút gọi lại. Nghe. Nói chờ chút xíu quay lại, chút xíu điện lại. Rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục em 12. Cô nào? Chào giá như 300k. À, em số 12. Dạ. À cũng được. 300 ngàn. Nói đẹp lắm. Rồi em số 12 cũng chào giá 300k. Rồi rước quay đi. À. Đây, à. Em này đế nâng cao. Không có đâu. Không có em, cái này tên Dũng hả? Thầy của anh Dũng. Dũng hả? Rồi. Rồi, tiếp tục. Dạ, yeah. Em số 12 chào giá 300k của ngày 5 tháng 10, ngày 7 tháng 10 à. Rồi, tiếp tục. Cơ đặt số mấy đây? Đây, em số 13. 13. Đây em số 13. Em số 13 cũng được chào giá là 300k. À, cho nàng số 13 cũng được chào giá là 300 ngàn. À, chiều cao khoảng tầm khoảng 16 tấc. À, đế được đế nôm rất đẹp ha, đế nôm đẹp, đế nôm này chỉ cần thổi ra cá ta bay ra cũng là lợi. Đây cái cây còn xanh tươi à. Hàng mới về hôm luôn. Hàng xanh tươi mới về hôm luôn, mới đào xong về hôm, mưa gió quá trời còn nguyên tươi, còn nguyên cây, làm sơ sơ. À, em số 13 cũng được chào giá là 300 ngàn. Dạ, 300k luôn, ngày 7 tháng 10 ạ. À. Rồi, tiếp tục cho cô nàng số 14 lên đi. Dạ, nàng số 14. Đây, nàng số 14. Đây, số 14 bắt đầu là cây số 14. À, có anh, cũng có anh em thấy cây số 4. Hả? À, hết rồi 300 mà. Rồi 300k thì hết rồi, bắt đầu lô 500. À, bắt đầu. À, cây này nó cũng tương đương là cũng như cây lô 300 thôi, nhưng mà cây này nó xù quá. À. Tại vì... Rồi, em đo hoành thử rồi. Dạ. Đo hoành cái chiều cao. À, cũng tương đương với cái... Tương đương, nhưng mà kiểu dáng em này gốc rễ dạ, khác ha. Kiểu dáng này không biết đo đâu. Kiểu dáng em này nó... Tại vì... Cũng người... dáng 14. À, 14, nhưng mà được cái dáng này. Đây, đeo ở đây 14. Như cũ đo với đây thì nó lại...
này thì lại hơn. Mà ở đây á là bên nhà vườn nó nói là cái này là sù. Nó có mấy cuồng nuôi sù nè. Đó thì giá nó hơi cao. Cái nhà số 14. Ngân hàng số 14 được chào giá là 500.000. 500k. Dạ. Lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10 2019 yeah. Vũng Xây đi. Dạ, yeah, nó có sù á. Sù nè. Chủ nó kêu là nó sù á, anh cái giá là mua nó hơi cao một chút thì mua để có hàng cho anh em chơi á. À, có những những bạn nào mà thích sù. Bạn thích sù á thì về mấy cái này sau này chơi một vài năm á đã lên sù. Sù á. Mấy gốc sù, chỉ mấy gốc sù em cũng không rành sù gì nhưng mà người ta nói thì mình cái này sù nó bán tại giá sù cho mình. Sù vậy ha. Dạ, sù. Rồi tiếp tục cô nè. Dạ. Em số 15. Tiếp tục em số 15. Đây, em số 15. Em số 15, cái dáng khá đẹp đây, nằm hơn rồi. Các bạn xem không? Giá khẳng chặt khá cao. Cây là bự, gốc bự nhưng mà em này cũng sâu luôn. Chút mẹ cái số 15 là 700.000. Cây em này 700.000, 700k nha. Đó, bóc lên đầu, có cây nào bóc cái đó đi chứ để tìm từ cây một mà. Cây số 15 giá 700.000. Giá 700.000, cây này cũng sâu nha. Sâu, tại vì sâu chủ nó là cái chữ sâu nó báo cho mình biết á. Nó bán thêm cái giá sâu á. Mình cũng không biết thì mua về thì thêm chút tiền như anh em mà thích sù ra nó chỉ mấy cái sù không dáng là dáng đẹp nè rồi bài em số 15 giá 700k rồi cho tôi là số 16. Em số 16 giờ bắt ông nào lấy ông đó đi để lộn để mất công nè. Em số 16 em số 16 chào giá là 500k. Em số 16 là 500.000. Số 500.000 cũng sâu nó ghi chữ sâu. Chỗ nó ghi chữ sâu để cho mình biết mình không làm lắm nó cứ cái sâu đây sâu đây rõ đúng rồi. Xe sâu dạ vừa xe vừa nói sâu này có em này có dáng bay đẹp là có mấy chiếc cành thì chơi liền được tốt này. Nó chơi có mấy chiếc cành thì chơi để chứ cắt thì nó ủ quá sâu nó lúc nào quá sâu đó có giá 500k. Em số 16. Rồi tiếp tục. Em số mấy này? Số 17. Em số 17 là các bạn. Sầu luôn hả? Cũng sầu luôn. Giá này có sầu là nó ghi sầu à? Sầu năm 30 cây á. Số dạo này thiên hại sầu nhiều quá. Dạ không biết. Em số 17. Với giá 600k. Có ngày 7 tháng 10. Mang cái hình cái ốc hình thú kỳ quái. Dạ, dáng hình thú, hình thú cái kỳ quái. Dạ, cây nó còn tươi. Cây là mới về ngày hôm qua luôn. Mới bứng ngày hôm kia với sáng ngày xong là về mưa quá trời mưa. Đó. Được chào giá, em số mấy? Em số cây 7. Số 17, giá là 600k. Cây này sù nha. Mấy em kêu sù nô, sù nít vậy nè. Sù gì tùm lum đó mà không biết. Tại sầu không nó ghi chữ sầu nó bán thì mình ra sầu ghi chữ sầu thêm 100 mốt thì ghi hết sầu thêm 100.000 rồi tiếp tục cho câu nào số 18. Dạ em số 18 có chưa là lâu được 10 cái sầu á. Số 18 em số 18 cũng sầu luôn. Nó sầu hoài trời. Dạ nó tới 10 cây rồi ghi chữ sầu là ghi chữ sầu. Chào giá 500k. Em 18 500k nha. Những góc cũng bự khoảng 17, 18 nhưng mà được cái sầu nó lên giá mà. Cái sầu xíu vậy nè. Anh à, nè. Đó là sầu nè. Đây là đổ mình sầu. Đó, có mấy sầu sầu sự đây mà nó lên giá quá rồi. Rồi, em số 18 dạ. Được chào giá 500k. Dạ, 500k của ngày 7 tháng 10. Rồi. Dạ. Em số 19. Em số 19. Em số 19 cũng sầu luôn. Em số 19
Xoài xoài. Chào giá 600k. Ừ, số 19 được chào giá 600k. Dạ. Chú sầu. Em số 19 chào giá 600k. Rồi, tiếp tục em số em số 20, 18 à. Em số 18, 19 600k các bạn lên 20. Em số 20 cũng sầu luôn. Số 20 em số 20 rồi. Được chào giá là bao nhiêu? 600k. Em số 20 được chào giá là 600k. Em đang cái giá này, em này được cái lắc xây xây đi xây đi. Dạ dạ, cái lắc lượng vừa đó vừa xây. Em được cái giá, được cái lắc lượng chia cành về chơi liền. Mấy cái này đợt này về để chia cành á, về chơi liền, ghét mau đi chơi. Lá tươi còn xanh. À, em đó, em số 20 được chào giá là bao nhiêu? Là 600k của ngày 7 tháng 10. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Em này có cái trụ u à. À, tiếp tục u. Em số 21. À, em 21. Đây, chứ em 21. Cũng sầu luôn. Chào giá là 600k luôn. Em số 21 được chào giá là 600 nè. 21. Cũng chào giá 600k. Em này được cái trụ u rồi. Ủa, sầu u nguyên cục rồi. Đó. Đó, thường thường sầu nó không có đế, mà cái này sầu nó có đế, có rễ riết cũng đỡ. Có sầu xíu không? Sầu không biết sầu như thế nào đây sầu. Sầu đã 5 cái cục này. Mở thêm giá 100-200 ngàn. Em số mấy? Dạ, em số 21. 21 rồi. Chào giá 600k. Rồi chào giá là 600 nha. Dạ, số ra có ngày 7 tháng 10. Rồi. Chưa trà, chưa chùi. À, tiếp tục cho cô nàng số 22. Dạ, cô nàng số 22. Nàng số 22 được mang hình dáng thú nè bạn. Góc thú. Góc miệng quá nè. Đế quyền quá nè. Số 22. Cửa lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10. Ngày 7 tháng 10, cô chào giá 600k. Em này không có sầu nha, không có sầu để đo em này. Không có sầu, em là không sầu. Nhưng dáng đẹp cho không sầu, thành ra dáng nó mềm đúng không? Đó, đó, dưới đây. Đó. Em này 18. 18. Dạ, đây được cái uống rất lượng. Nó đẹp. Em số 22 được chào giá là 600k. Được chào giá là 600 ngàn các bạn ha. Em đẹp, em số mấy? Em 22. Em 22. Cho chiều cao một cái cho mấy em. Giờ lâu lâu kéo. Lâu cái dạ. 40 đi, 42 40 đi. Dạ. Đó, lâu kéo một cái. Rồi. Đây kia quá nè. Rồi, ta tiếp tục cho cô nàng số 22, 23. 23. Rồi, 23, lùng lực. Cô này nè. Lùng lực. Dạ biết. À cái này á, cái loại này là cái loại không phải là đế, nó hai đế. Chủ nó nói hồi đó nó trồng xong nó dở lên. Nó dở lên nó trồng lại cái trồng nó trừ cái đế này nó u úp lên cái. Tại giờ thành hai đế, đây không phải đế chơi còn đế dưới nha, đế dưới nhiều lắm nè, mo ra đế nhiều lắm nằm dưới rồi. Đây. Để đế dưới còn này đế trên. Còn ai thích đế sau này nó lên cái cây á. Nó chơi lên cây làm thêm cái tử hay cái gì đó. À, cái này không biết đo sao luôn á. U này đo gì cũng qua hơi quá hớp, kỳ quá. Đo sơ khởi thôi, cái này thì sơ khởi thôi. 28. À, 28 à. Dạ, chứ cái này nó cũng không biết sao mà đo. Cái này như cây mẫu tử á, cây mẫu tử có hai cây nè. Cây mẫu tử á. Giống như này hai cây, hai thân. Rồi anh xây đi, xây. Dạ. Này hai mấy là? 3. Cây 23. Cây số 23 mà được chào giá là 600 ngàn. Dạ, được chào giá là 600 ngàn. Cái này là cái đế là hai đế, là cái này nó có nhiều cây, nó nhiều hai đế. Đấy, đế trên xong cái ông đem trồng dở lên xong trồng xuống dưới lòi thêm đế dưới nữa. Hai tầng lớp, hai tầng á, đế hai tầng á. Đó, cái này giống như cây tử vậy nè, nó riêng lẻ luôn. Đó, cái này chào giá là 600k. Rồi. Quái.
Rồi tiếp tục cho câu đàn thứ 24. Đây câu đàn 24, câu này câu bài. Đăng bài. Bài câu này nha, sâu à. 24. Câu này mấy ảnh kêu là sâu đây, sâu đây. Sâu đây. Nàng 24 để đo cái này. Đăng bài. Anh đo cái anh làm này. Đo đâu? Né một sâu ra đi. 22. 21 đi. Đấy cục sầu ra 21. Rồi. Mà đó cái cục sầu thì nhiều à. Rồi 21 thôi. Chiều dài của em nó là 59. 58 cũng được anh. 58 là ít đó. Em được dán bay nha. Dễ quá quái nè. Để cấm xuống nè. Rồi em được chiều giá bao nhiêu? Dạ em này thì... giá là 600. À, cô nàng thứ 24 được vào giá là 600. 600k. Sù sù cũng là 600k. Rồi, xin mời cô nàng số 25. Đây. Nặng lắm. Đây, cô nàng số 25. Cô này với đế độc nha. Rồi. Đế hai tầng luôn. Cái chủ này nó xưa giờ nó vậy á. Anh sẽ đo cái chỗ này nha. Khoảng 20. Đây. Khoảng 21, 20 đi. Đó. Cao. Cao 56 đi, 58, 56 đi. Rồi. 56, cây này đế quái. Đế quái. Cô nào được, cô nào số mấy? Dạ cô nàng này cô số 25. 25. Dạ. 25 được chào giá là bao nhiêu đây? Cô nàng 25 này chào giá là 1,5 triệu. À đây chào giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Dạ em quay một vòng nữa. Dạ. Em quay vòng cho thấy cái bộ đế nó. Bộ đế rất đẹp, đế nơm cao rất đẹp. Hai tầng, tầng trên là tầng dưới nè. Tầng dưới nè. Đó. Trên này. Chưa đế làm bên này cái đào lên, chào đem lại. Em này được chào giá 1,5 triệu. Được 1,5 triệu các bạn. À. Dạ. Rồi. Số 25 của ngày 7 tháng 10. Rồi. Dạ. Rồi, tiếp tục mời cô nàng thứ 26. Cô nàng 26. Ồ, có để đẹp. Cây rác khất rất là cao các bạn. Dạ. Rất là cao. Cây này rất là cao, chi tàn đầy đủ. Hoành thì hơi nhỏ thôi. Rất là cao. 20. Rất là cao. Dạ. Thấy 20. Mà chỉ 20 thôi mà. Dạ, 20. Cao. Cao rồi nhiều. Cao rồi hơn mét. Hơn mét. 1 mét 2 mấy. 27, 28, 25 thôi. Mét 25 thôi. Đế rồi. Em này số 26. Có giá là 1,5 triệu luôn. À 1,5 triệu. À xây một vòng phải chưa? Dạ, đế rất đẹp. 1,5 triệu các bạn. Em nạc cô nạc số mấy? Dạ cây số 26 ạ. 26 của lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10 2019. Cũng được chào giá là 1,5 triệu hả? Dạ 1,5 triệu. Rồi tiếp tục đưa cô nạc khác lên. Cô nạc nạc số mấy rồi cô nạc? Dạ cô bắt đầu cô nạc số 27. Cô nạc số 27 lên. Đây những cô nàng này rất là cao. Cô nàng này có cây quế quéo mà. Anh em nào không thích thì dạt dưới, dạt đây chơi cũng được. Rất là cao, leo khêu. Đó đây là dưới cái cổ thì đây 20. Mình 20. Đóng đâu cái này đâu, ông này đâu cái này, nó cái eo nhỏ nhất. Rồi. Đó, mình 20. Mình 20. Chiều cao khá cao, chiều cao khá cao. 1m4 không? Dạ, 1m3 đi. Mấy ba mấy rồi, mấy ba đi. Rồi. Em này được cái quẹo quẹo rồi. Rồi, quay xếp trên cao thì trên cao còn dưới này có mấy cái nhánh nè. À. Rồi. Mấy nhánh tàn chơi. Xây. Dạ. Mấy nhánh tàn chơi cũng được. Rồi, cô nàng thứ mấy đây, cô nàng đang. Cô nàng 20. Lấy được. 20. Cô nàng 27. Phải không? Quên. Cô nàng 27.
được chào rồi. Giá với là 500k. À, 27, 500k xây xây vào đi. Dạ, có 500k thôi, của ngày 7 tháng 10. Dạ. Rồi. Thế chỉ cần ạ. Rồi, tiếp tục, cửa hàng số 28. Mời dạ, cửa hàng số 28. Rồi, cửa hàng 28. Hello. Alo, chút gọi lại hát, năm tôi đang làm phim, 15 phút rồi. Cô nàng số 28. Cô nàng số 28. À, chào giá là 600k. Em này cũng rất là cao nha. Dạ, em này dáng em nhỏ mà éo lượng lượng, có bộ đế rất đẹp. Hoàn chỉ 16 thôi. 16 thôi. 16, à, cũng như có bộ đế đẹp ha. Dạ. Giá cao á. Giá cao được rồi, về cái giá cao 1m3. 1m3. Ba mấy được 1m3. À, rồi, quay cái góc, em phải được dạ. Chào giá là nhiêu? Dạ, em này chào giá là 600k, à. Cây số 28. Đế rất đẹp. Nó ngã lượng đế rất đẹp. Này có bộ đế rất đẹp. Chào giá 600k của ngày 7 tháng 10. Đế rất đẹp ha. Mấy cô chú ba chị em thông cảm, tại vì hàng về gắt quá, suốt đêm luôn, tức suốt đêm làm đó, không kịp làm. Rồi, tiếp tục. Yeah. Em mà được chào giá là 600 nha bạn. Dạ, 600k, em số 28 được chào giá 600k. À, xin mời cô nàng số 29. Dạ, cô nàng 29. Rồi, cô nàng số 29, à, dáng đẹp à. Cô nàng 29. 29, cô dáng đẹp. Được chào giá là 700k. À, cô nàng số 29 được chào giá là 700. À, cô nàng này gốc hơi to ha. Thế nên mình đo cái eo cô này coi. 700 mà anh Thâm thấy cái em này có vẻ nó cân đối nè. À, đó bao nhiêu? 20. À, cho 20 ha. Dạ, 20. Rồi. Cao thì cũng tương đối. 74. 75 rồi, 43 cũng được. Rồi. À, Dũng cứ quay góc đi. Dạ, quay cái góc. Này được cái đế đẹp. Đế đẹp chi cành đầy đủ nè. Hai chân dạng đó, chi cành đầy đủ nè. Đợt này thì về để là chi cành. Không như trước mà cắt hết. Cô nàng số 29 được chiều giá là 700 ngàn nha dạ. Các bạn. À, rồi xin mời cô nàng số 30 bước lên sàn diễn. Dạ. Cô nàng số 30. Cô nàng này mai, cô nàng này mai cái hình thù rất là kỳ quái ha. À, giống như Mai Siêu Phong á. Siêu Phong. Trong đây. Đây, cái này số 30. Giống như thế. Có cái quần. Giống cái tay Mai Siêu Phong mà chơi cái ngũ âm bạch cốt chảo thấy không? Cái tay cào xuống á. Này là không biết đâu sao á. Đó chỗ này đi. Ờ, đó cái nào đi. Đó cào là vành 26. Vành 26. Dạ, 26 đi. À, cái chân quý... cao 64. Chân cao là 64. Dạ. À, bây giờ Dũng cứ quay cô nàng thấy không? Dạ, được. Cô nàng số 30 ha. Chào giá được 800k. Cô nàng Mai Xu Phong được chào giá là 3800 các bạn ha. Cô lô hàng. Em này quá. Cũng dạng mà chồng hai đế đó. À. Chồng ông chủ này ông chồng ngọt, chồng xong nhổ lên chồng dưới lại. Đây đế nè, vẫn còn đế nè, ở dưới nè, đế quá trời. Vẫn còn đế nè, nè. Đó, đế vẫn còn. Tại để gì luôn, để anh em thích để mình mốt một cây lên làm cái cây thử cái chỉ vậy. À, còn thích thì mình cắt, cây này cũng đáng bẹo. Cô nàng số 30 được chào giá là 800k. 800k. Rồi, tiếp tục cho cô nàng số 31. Dạ. Cây kỳ này nó kỳ với quái, xài thấy nó sạch sạch quá. À, không có hàng. Mắc quá. Mắc quá về nhập về cũng khó bán, khó bán tại cái đơn giá nó cao quá. Đây, cô nàng số 31. 31 cao dữ trời. Quá. Thì Dũng mới bắt thang lên mới đụng tới mặt em nói được. Rồi, em muốn hôn em đó, em phải bắt thang có cái ghế. Muốn hôn hay cái ghế hoặc cái thang chèo thôi mới hôn được thôi. Chết rồi, em là nhỏ mà. Nhỏ mà cao quá. Cao quá. Đây, 18. À, khoan 18. Mặt cao, trời ơi, chết rồi. Đâu 134-30 đi, 134-30 thôi, 1m30 rồi. Em 31.
được chào giá. Được chào giá là 700k. Được giá là 700.000. Em này chi cành đầy đủ nè. Đó, lá lít còn nguyên si xanh lè. Chi cành anh em là cho con cao hay là thằng dù này. Đó đầy đủ nè, chi cành đầy đủ. Đó, để viết nè. Em số 31 được chào giá 700k. Trầm ca rồi, xin mời cô nàng thứ 32. Dạ. Ba mươi hai. Ba mươi hai rất đẹp. Cô bạn 32 lùng lực phải không? Dạ. Dáng đẹp. À. Chứ tự dáng dáng hình người ta gọi là thú. Thú. Rẻ riết. Giống như con bạch tuộc à? Dạ. Râu bạch tuộc. Cô nàng số 32. Nàng số 32. Dạ. Này em đâu hoàn đi em? Dạ em đâu hoàn. Này là 23 hoàn. 23 hoàn. Dạ, cao 42 thôi. Cao 42. À 42. Em này được cái bộ đế rất đẹp, được chào giá là 1.200.000. Em số mấy? Số 20. Dạ, em số 32. 32 cái lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10 à, tháng 10. Dạ, em thì rất đẹp, đế rất đẹp. À, chào giá. Đầy hết. Dạ, chào giá 1.200.000. Rồi, dạ. Nàng 30. Giờ tiếp tục em số mấy? Em dạ, số 3. Em số 33. Em số nàng số 33. Dạ. Rồi, 33 đây. Đây em số 33 là cái đế cũng đẹp à, nữa. Em này đế. Nhỏ mà cái đế đẹp. Em này nhỏ thôi. 14. Hoành cũng 14. Nhưng mà được cái đế đẹp. Đế rất là đẹp. Đế giờ mà thích. 64 thôi. 64 chiều cao là dạ, 64. Dạ, chiều cao 64 mà đế rất là đẹp. À, đưa gấp đưa cận cảnh cái bộ đế cho. Em này số 33. Chào giá là 800k. Đế rất đẹp. Quay quay cái nó. Dạ. Đế dùng đế này, nó rất đẹp. Rồi, tiếp tục cô nàng số 34 lên sàn diễn. Dạ. Cô nàng số 34. 34 cầu tuần mười quá. Đây cô nàng số 34 này các bạn. Cô nàng số 34 của lô hàng nhập về ngày 7 tháng 10 các bạn. Dạ, ngày 7 tháng 10 dạ. À, em đo chiều cao lên, à, là chiều cao. Em đo, xin đo cái này là cái tử cái tí gì không biết. Dạ, cái này 22, hoành 22. Hoành 22. Dạ, đo cũng trên này thôi, cái này không rõ gì. À, chiều cao. Chiều cao là 106 thì 104 thôi. Ờ, à, tính 100 đi. Dạ, tính 100 luôn. À, cho nó chẳng. Dạ. Rồi, bây giờ em số 34 này được chào giá là 600k. À, bự vậy cũng có 600k. Dạ, thôi. Bự 600k, à, cũng tùy em mà. Dạ. Em cũng có rễ. Rễ dưới nhiều lắm, tại vì trồng hai tầng lớp rễ mà. Ông này không biết ông sao. Rồi, tiếp tục cho cô nàng số 35. Dạ, cô nàng số 35. Đây. Một lá em cũng dài. Lá em thiên dài sao nặng dữ vậy trời. Em thiên dài sao mà ớm nhỏ sao nặng thế. Đâu có mập đâu mà nặng dữ vậy trời. Nặng xương, nhỏ lại nặng xương. Đây. Đây số 18 vàng. 18, à, chiều cao 1m4 à. 1m3. 1m3. À, rồi. Là cây này cũng giá cũng siêu. Siêu rồi có chi cành lắc nè. Đó, chi nhánh đầy đủ. Anh em là chơi cái này cho chân cao được. Nó chi lắc lượng đẹp. Cô này số 35. Đây, cô này số 35 được chào giá là 900k. À, được chào giá 900.000 cô này số 35 các bạn ha. Ê, chi cành đầy đủ anh em là chơi giờ chơi ghép mau chơi. Rồi rồi. Rồi, tiếp tục cho cô bà xin mời cô nàng số 36. Dạ. Cô này. Cô này mỏng mượt quá, mượt quá. Thích thử quá. Này thì dòng 3, thích cỡ. À, dòng 3 nặng quá. Dạ.
À, cơ nàng số 36 các bạn. Cơ nàng 36 được chào giá là 700k. À, xin đo cho dòng eo em nói không? Dòng eo cho nó là nhiều ba mấy? Dòng eo là 20 mấy? 20. Dạ 24. 24 à, chiều cao. 24. 23. Cho 23 đi. Rồi chiều cao là 55 đi. 55. À. Rồi cô nàng số 36 được chào giá là 700k. 700k rồi. Dạ. Những cái xây góc ha. Đây đế nơm cái cao. Đây cũng hai thằng đế là đây cũng đế nè. Hôm nay nó ngộ đó. Hôm nay chồng ngộ. Đó hai thằng đế. Đế dưới nè. Đó. Rồi, tiếp tục cô nàng số 3 mấy? Dạ, 37. Cô nàng số 37. Cô nàng số 37 lên sàn diễn, xin mời em 37. Em 37 thì lại cao nữa. Em này nhưng mà có dàn bông to. Em 37 này chắc lẽ cao khoảng 1m4 à. Dạ. Em này có được cái dàn bông to. Ừ. Dạ, dòng 1 to, dòng 1 to. Cao và dòng 1 thì quá hớn. Đó, đế nền cao. Cảm ơn. 37. Em số 37 được chào giá là 1 triệu. Đó. Lắc lượng nè. Cái này lắc lượng giống như giáng long á. 37 được giá là 1 triệu phải không? Dạ. 37 được giá 1 triệu. Rồi, dòng eo của em bao nhiêu? 23. Em nó có 23 thôi. 23 thôi, bự rễ vuông đẹp ha. Dạ, dạ. Để đứt nó dưới này nó cộm nổi lên. À, em để xây xây xây. Dạ, em đo cái chiều cao cái. Chiều cao đó rồi, cao chưa? Chưa. Chưa anh. Ui. Mét mấy? Ồ, chờ 1m4 đi, 1m4 mấy, 45 luôn. Chờ 1m4 đi. À. Này cao thế. Em này có dòng 3 bự quá anh không? Đó, dòng 3 ok. Ừ. Tướng lắc éo uổng. Cái dòng 3 nảy nở ha. Dạ, nảy nở thì. Ba là nó sẵn rồi đó. Dán rồi uống éo rồi trời. Gọt lên. Cô nàng là cô nàng số mấy vậy? Dạ cô nàng này là cô nàng số 37. 37 được chào giá là 1 triệu chẳng. Rồi dạ. Còn tiếp tục em cuối cùng hả? Dạ dạ em cuối cùng với ngày hôm nay. À, em cuối cùng là em số 38. Dạ em số 38. Nàng Úc 38. Rồi nàng Úc 38 các bạn là cũng là kết thúc để chương trình báo giá ngày hôm nay, xin mời em số 38 lên sàn diễn. Đây, em 38 thì em này hơi lùn. À, lùn. Nhưng mà cái vàng chân cẳng thì đó. Em cuối cùng mà tôi tổ. Em cuối cùng động lại trong lòng của những người mà phái chơi mai vàng, tôi ấn tượng rất là sâu đậm ha. Tại vì em số 38 không? Dạ, em số 38, chào giá thì biết 700k thôi. Chào giá 700k. À, rồi. Để xin cho một em. Tôi rất là yêu. Đó, cái nhỏ thôi nha, cái bự thôi, không có cái nhỏ. 18. Rồi, 18 đó thì nó bự lắm nên thôi đừng có tham khảo thôi nha. 26 em này cao có 55 53 cũng được anh. Em số 38 được chào giá là bao nhiêu tiền đây? Là 700k. À, 700. Em này được bộ đế đẹp, chân cẳng dài quấn quấn rồi. Em này là em cuối cùng. Ngày của lý mẹt 7 tháng 10 2019. Rồi em cuối cùng. Dạ. Em cuối cùng cũng là xong cái chương trình báo giá của ngày 7 tháng 10 2019. Rồi Dũng thân mến, Dũng có đôi lời gì cũng nói rồi chia tay khán giả không? Rồi, trước khi chia tay khán giả thì cũng mong các cô bác chú, cô chú bác anh chị em nhiệt tình ủng hộ dùm, tại vì cái đợt hàng này đôi khi nó có hơi hơi khác một chút. Mà giá cũng nó cũng hơi cao thì cô bác chú bác của anh em thông cảm. Vì hàng bây giờ nó cũng khó, là mùa mưa mùa lũ á, người ta nó không đào được, không ai làm gì được hết trơn á, thì nhưng mà Dũng vẫn cố gắng cái tiền để là bây giờ phục vụ cho cô chú bác chị em vui chơi đó, thì cũng mong các cô chú bác thông cảm và cảm ơn những anh em nào đã xem clip và chương trình thì xin đăng ký ủng hộ và chưa subscribe thì subscribe. Địa chỉ số nhà của em là 94 đường A Phú Đông 10, phường A Phú Đông, quận 12. Điện thoại Zalo 0979 717174.
Rồi, thế là cái chương trình báo giá ngày hôm nay cũng là xong. Lâm Thu cũng là xin nói lời chia tay cùng các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái điểm bán mai vàng online của anh Nguyễn Dũng cũng như là ủng hộ kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy clip này phù hợp thì các bạn nhấp like ủng hộ tinh thần cho Lâm Thu. Còn bạn nào mà chưa subscribe thì nhớ subscribe để nhận được từ Lâm Thu những clip mới nhất. Bye bye các bạn. Bye bye.